hai vợ chồng đang đùa giỡn thì bị ông con bắt quả tang. Câu nói sau đó khiến ai cũng cười xỉu. Ai mà dám quay video đó chà, xuống ông chà. Ai mà dám quay đó chà, xuống ông chà. Đây là hai vợ chồng yêu nhau bên ngoài mày không được à? Mới đây, một đoạn clip được cậu con trai vô tình quay được đã khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa ghen tị, khi gia đình này chắc hẳn có một cuộc sống thường ngày rất chi là hạnh phúc. Theo đó, trong lúc đang nấu ăn trong bếp, hai vợ chồng trẻ đã quấn quýt đùa giỡn nhau. Cụ thể, anh chồng vừa cõng chị vợ, vừa làm việc bếp núc. Thoạt nhìn qua, ai cũng nhầm tưởng đây là cặp đôi còn đang hẹn hò tình cảm thắm thiết. Bất chợt, cậu con trai vào bắt quả tang bố mẹ mình đang tình cảm với nhau, rồi còn quay lại làm bằng chứng. Buồn cười hơn là khi ông nhãi con này phán một câu rằng đây là hai vợ chồng yêu nhau mãi mãi không rời xa. Đây là tình cảm yêu nhau của hai vợ chồng. Ai mà dám quay video đó chà, xuống ông chà. Ai mà dám quay đó chà, xuống ông chà. Đây là hai vợ chồng yêu nhau bên ngoài mày không được xa. Ôi trời ơi. Được biết hai vợ chồng cưới nhau từ khi còn khá trẻ, anh 20 tuổi, còn chị chỉ mới 19. Thế nên khi anh con trai lớn thì cả hai vẫn còn giữ được tính cách trẻ con này. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến dân tình không khỏi bật cười vì câu nói hồn nhiên và đầy hài hước của ông cụ con. Bên cạnh đó cũng không kém phần ghen tị vì gia đình này ắt hẳn là rất hạnh phúc. Từ bố mẹ cho đến con cái, ai cũng tình cảm và rất hề hước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.